shopsungtv.com, slot liên quân, giá rẻ, uy tín, chất lượng, vòng quay hấp dẫn, vòng quay miễn phí, nhận lại đến hàng ngàn quân huy, nét liên quân đa dạng mà giá cực kỳ rẻ. Thử vận may liên quân, nhận nét cực kỳ ngon, nhanh tay truy cập shopsungtv.com nha. Ok, hello anh em nha, chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Rồi, ngày hôm nay thì sẽ quay trở lại làm clip gian kỹ năng đi anh em. Rồi, đấy, nói chung là đùa đùa thôi, anh em xem kênh mình vui vui nha. Chứ mình múa, biết là mình múa bình thường rồi nhưng mà đừng có toxic nhắn tin, comment mất lịch sự quá nha anh em. Comment sao mà cho nó lịch sự tí nha. Rồi, biết tôi đánh không có hay lắm rồi thì cũng tém tém này thôi. Chứ mẹ ngồi đi comment nhìn mẹ kiểu mẹ mất lịch sự vẫn lồi ra thì người ta đánh giá mấy ông không được cái gì đâu. Ok ha, đó nói thế thôi chứ ông nào mà thấy vậy thì tự hiểu nhá. Đấy, tại vì hôm qua tôi gặp ông nào bình luận mẹ bố láo trưởng ra, không xem thì thôi, không coi mình thì thôi, mắc gì phải bình luận toxic vậy hả? Hả, mắc gì phải bình luận toxic vậy? Trời ơi, anh mấy ông không coi thì mấy anh em khác coi. Tôi là kiểu tôi mối gian này cho mấy ông mới tập chơi gian nhìn cho đã mắt rồi có cảm hứng chơi gian thôi mà, chứ đâu phải kiểu tôi đánh hay lắm đâu. Rồi pha này vô bắt ủi tốc biến không biết kịp đam ta. Rồi sau nó vẫn kịp né cái kia, thôi xong pha này chết rồi. Trời ơi, còn giật một cái chứ. Đậu vọng ấy, mình không kịp lướt ngay tí nó giật một phát một cái là lác luôn anh em ạ. Nể luôn đấy. Rồi pha này đông quá anh em. Rất tiếc là mình không có đủ đam con Violet nhỉ. Chứ không đủ pha đó là Violet nó chết trước khi mình vào trụ là ngon rồi. Ok, không sao, nói chung mới chắc một mạng đầu thôi, không có gì phải lo hết. Nhưng mà mạng đầu thì chắc chắn là mấy con rồng rồi. Từ từ nhá, ui, cắt hay kìa. Nhưng pha này luôn nhanh còn kịp đi. Có là tên bạn nó bay ra chết giờ. Ăn được con rồng không? Không ăn được rồi, nhưng mà không sao, con Ben này chắc chắn là chết rồi nha. Rồi, bạn chạy đi đâu? Úi sổ rồi, mình kịp ném chiếc cuối, ngắt chiếc cuối của Ben này. Áo nhây mày nhá. Rồi, ok, kệ đi, cho tên mình ở dưới đi, mình ra mình gọi con quái đấy anh em. Tranh thủ cướp được con nào thì cướp con nói. Anh em ăn được rừng nó mà anh em không cướp rừng nó thì anh em hơi bị phí đấy anh em. Ít nhất phải cướp được một con nhá, chứ đừng ăn được rừng nó mà mình ngay rừng mà mình không vô cướp được con nào thì thấy nó rất là bị thọt nha. Đấy, ok, bây giờ thì mình đi farm tiếp thôi rồi về ăn con tà hần nha. Trời ơi, mình vừa mới ăn tà hần lại thấy cho tem một tí thôi mà tem mình bị ép ở trên chết hết 3 người luôn rồi. UE cái mình chết này anh em, rồi đánh. Ok. Ôi. Ôi. Cái gì vậy? Ok. Vãi trưởng thật đang mua đao tốc biến con ulti thôi anh em, áo thật đấy. Trời ơi. Rồi, pha này chắc là khả năng cao. Ui giời, cả mít nó xuống à. Từ từ nhá. Ôi Omen ơi, đừng có về vội, ở lại đép trụ này mình xuống liền này. Ở lại đép trụ đi ba, mất trụ phí vậy. Đây đây đây, tôi xuống đây. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, sợ gì, mít mình cũng đang xuống kìa, cứ đánh luôn. Đây này, pha này chưa một. Úi giời ơi, bạn này. Bạn big con này đi mít này rồi, xong lượm luôn nhá. Ôi mày xong rồi. Chạy luôn, không chạy thì chết chắc rồi. Thôi pha này ăn lẹ quá rồi, biến về nhá anh em. Ăn lẹ đi, không có biến về không có Ben nó ra đấy. Rồi biến về lẹ này. Rồi ông top đi về nhanh, con Ben nó ra giờ. Ben, trời ơi. Thằng này, đấy đấy đấy, mình vừa nói xong. Rồi xong, chết rồi. Cái này thôi không sao, để mình giết lại cho. Đó, ok, coi như là Omen nó không nghe mình thì nó làm cái bia cho mình vậy. Cảm ơn nhá. Rồi, ok, lượt mạng rồi, hôm mà pha này lượt cái trụ đã người về ha. Rồi, ok, tuyệt vời luôn. Em mình ở trên đang càn quét tên bạn quá anh em ơi. Hiện tại là lợi thế rất là cao nhá. Giờ pha này chắc không bắt được con này đâu. Vô rỉa rụ vài cá thôi, chỉ có câu thời gian cho tem mình bắn được bao nhiêu phát trụ thì càng tốt nhá. Rồi lui nhẹ đem con Ben nó bay ra giờ đấy, mình vừa nói xong đó. Rồi đây đây đây, mình tranh thủ đẩy lính xong rồi mình di chuyển lên liền nhá. Trận này hiện tại đang là lợi thế cho tem mình rất là nhiều nhá. Mình cố gắng tí không ép được thì ăn mục tiêu là đẹp. Rồi ok, pha này thì thôi ở lại ăn con rồng đi, chứ tầm này không ép được trụ thì anh em phải chuyển qua mục tiêu nhá. Rồi để tôi soạn cái giác tinh thần anh em. Đó, nói chung là cứ để đồ vậy thôi, còn tí nữa cuối game thì chưa biết được, cuối game thì tôi nên nâng cái hơn cho hay là thế thần thì vẫn chưa biết anh em. Còn bây giờ thì cứ hiện tại cái đồ vậy đi, nói chung là vẫn có cái thuẫn anh em ạ, con gian có thuẫn này cho nó trâu tí ha. Rồi, cơ bản là cái thuẫn nó sẽ giúp anh em được múa được nhiều hơn. Còn thế thần là anh em mà chết rồi phát thôi là anh em mất chiều cuối liền á. Rồi, ok, lượm được Murat hay kìa, không biết chạy được không ta. Chạy được không, chạy được không, chạy được không, chạy được không. Ui, không chạy được rồi, bị Gidu trưởng phát chết rồi. Rồi, pha này chắc chắn là Gidu sẽ lấy farm lính này anh em, mình sẽ nấp đầy mình đợi nha. Tụi gì nóng ra rồi đấy, thôi xong rồi. Đấy, vô lượng video nha. Ui không tới rồi.
đứt nhánh nhà lúc cao tường đúng không? Ôi trời ơi, mình biết lúc cao tường vẫn bị chậm một nhịp rồi, không sao nhá. Rồi thủ lượng này bổ cái này đó, nói chung là từ từ anh em chơi, gặp con mấy con đi đu hay con gì anh em phải bình tĩnh tí. Anh em mà lướt nhanh quá hết lướt cái nó chưởng choáng, cái khả năng nó ao nhây lại anh em á, nên là chơi gặp mấy con mà kiểu trong choáng vậy thì từ từ nhá, nó từ từ thôi. Rồi ok, soạn thận trước khi có lại nâng lộn qua cái tinh thần, nó lại phím món đồ đây để tôi bây giờ thì chắc là vô qua dọn được lính xong rồi ăn con tàu được anh em ơi, cố gắng ăn hai mục tiêu chứ, tại vì hàng dứng ở trên rồi nên là ăn được thì ăn. Thế bạn qua thì tôi bật chữ cuối qua tôi múc luôn anh em nào, ăn tàu nữa nè. Ồ đánh à, không ăn tà. Rồi ok, thế mình đánh rồi thôi anh em, không không kệ nó, em mình đã đánh rồi. A à, từ 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 thôi thôi, lui lui, ăn ăn con tà đã ô men ơi, bình tĩnh nào, đừng có đánh nữa, vô ăn tà đi. Trời ơi ông lại bị có máu giờ, vô ăn con tà đi ông nội. Rồi xích được kìa. Ô thôi 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 thôi, thêm mình đánh thôi. Trời ơi, cuối cùng mình chả đánh được con nào hết luôn. Thằng men này kêu vô ăn tà đi mà tự nhiên cứ tha cái đó làm chị. Trời ơi ẩu thế không biết. Rồi ok không sao, giờ thì tiếp tục mình xử lý con tà nha. Ôi thêm bạn nó vẫn ra kìa. Đây này, để tôi bổ một phát này, một phát nữa này, đánh thường này, đánh thường này, đánh thường này, đánh thường. Rồi ok, giết nó rồi lui nha. Rồi nè, đánh luôn này. Thôi thôi, con này bắn đau quá. Chạy 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 anh em ạ, sẵn đau mất. Trời ơi Violet bắn vào nó ra rát rồi đó. Từ nhá, thôi biến về nha. Eo su, tao tí mày. Ơ kìa. Rồi bắn nó, bắn nó nữa. Ừ hay. Eo su, Eo su, tí mày. Hụt rồi, pha này không có sai, thôi cũng chịu anh em ạ. Rồi ok xong rồi, Eo su lên bảng điểm số rồi. Ben nó bay ra một tí là chết anh em ạ. Trận này mình xanh, Ben nó cũng xanh anh em. Hai thằng rừng đều xanh ạ, nến luôn đấy. Rồi mà thấy Ben nó tên rồi không biết là phải chăm ra ham nữa, nhưng mà kệ anh em. Rồi bây giờ thì để ăn cái balloon người ta đánh nhau nhá, tầm hình cấp 12 rồi mà, nên là múc thôi. Đây đây đây, tôi qua đây. Ui rồi ôi, ông men ông làm một pha mù mắt thật sự chứ. Rồi đây bây giờ để mình dọn lính xong rồi vô mình ăn con tà phụ tem nha. Thằng nào bước ra đây, đây 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 là thằng Joker, thằng Joker mày chuẩn bị chết rồi bạn ơi. Chạy đi đâu bạn, chạy đâu. Ui nó chiều hài lâu thế, né hết đào mình ơi. Rồi ông sao ơ kìa, thiếu một tí đam kìa, tiếc thế. Trời ơi cứ tưởng đủ đam rồi chứ, thôi không sao, ăn không được pha này ăn pha khác đó, nói chung là cứ bình tĩnh thôi. Rồi tầm này thì cứ tiếp tục đi phao anh em, nói chung là mình xanh nhưng mà mình không được ẩu nhá, ẩu nhiều khi gặp trận đấu lại khó lại anh em ạ. Đấy chỉ cần em ẩu chết thôi là cái là trận đấu đang có kiểu có lợi về tem mình, cái là mình tem mạng được vài mạng cái nó có lợi thế lại, cái là thối toàn đấy, thua ngược anh em đó. Rồi rồi qua này qua bắt con Ben nhá. Ben lấy lại được mất hai trụ mình rồi, nó bay vào ăn rồng rồi kìa. Thôi pha này chắc chắn là em đang ăn rồng rồi, thôi bỏ đi nha. Đấy chết ngay mà. Rồi ok, lượng xong cái thuẫn rồi thì mình di chuyển đây, mình dọn lên để quái nhá. Nói chung là giờ cứ đi farm cho full đồ đi anh em ơi. Trận này con Ben nó xanh chắc là tí nữa, để tôi vẫn là phân vân là nên nâng cái huân chương cho hay là cái hồi sinh nữa. Rồi ấy xích được con ai đây đó kìa, xích nó rồi, hay rồi. Đây đây đây, để con Violet cho mình, để con Violet cho mình, để con Violet cho mình, để con Violet cho mình. Bố này tôi ôi không được rồi, trời ơi bổ phát mày nhá, lên bản số nhá, giết luôn Hurrah anh em ơi. Rồi giết luôn con SB đó anh em ơi, bổ luôn này, đánh thương này, đánh thương đánh thương đánh thương. Trời ơi SB nó lướt nó giáp trâu quá. Rồi xong chết mình rồi, hên quá Ben nó không ăn anh em ạ. Ben nó ăn lại có vàng thêm á, trời ơi thằng Ben nó đã xanh rồi, nó ăn mình nữa thì nó còn vàng nhiều nữa anh em. Trận này tôi với Ben ăn mạng bằng nhau, chết bằng nhau luôn, ảo thật. Ok rồi, nói chung là tranh thủ lên đẩy nốt cái trụ ba anh em ơi. Nó làm gì làm, đẩy ba đường cho dễ chơi đúng không. Lấy nói chung là cứ tập trung ăn ba đường đi, xong rồi win hay không một tí để sau ha. Rồi Ben nói này, coi chừng nó bay vào phát ao nhảy hết em mình giờ đấy. Giờ con Ben chắc chỉ có tôi ăn được nó thôi anh em ơi, chứ giờ mà gặp đồng đội mình chắc nó làm cho một tí cái bốc hơi luôn á. Ben nó xanh mà. Đây mình chưa cuối luôn để mình ép cái trụ nha. Rồi vô đánh luôn này, nè bắt được thằng này, bắt được một thằng, bắt được thằng bổ này, lượm này luôn nhẹ cái. Rồi ok quay đánh tiếp này, giết được Murat này. Thôi Murat chết hai rồi. Đây 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 đây, từ win anh em, từ win mình đánh đó. Rồi chết ba này, đây 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 còn con Ben nữa. Rồi chết Ben này, chết bốn này. Rồi còn thằng Violet nữa, đây đây bổ này. Ui nó tốc biến thôi. Rồi bổ này, ui pha này, ui thôi xong rồi, không được rồi, không win rồi. Thôi xong nhầy rồi anh em ơi, không sao nhá. Đấy không sao, nói chung là tăng độ khó cho game tí thôi, chứ thắng dễ quá thì anh em lại chán đúng không. Ok đấy, SB chửi nhầy rồi anh em. Không sao nha. Rồi đấy, nói chung là tăng độ khó game tí đúng không, làm gì làm. Giờ đã soạn bán cái này, nâng cái khiêng thức chuyển đi anh em, để cho nó trâu tí cho Violet bắn đỡ đau. Nhưng mà pha này thôi, tên bạn ra rồi anh em, tên bạn ra rồi thì thôi tôi lui nhá, lui về tợi tà thằng đau để ăn thôi, không có sợ hết á, bình tĩnh thôi. Tập này làm tí cho game nó khó tí cho anh em coi cho đã mắt. Rồi tranh thủ về farm tí thôi, đợi tên mình hồi sinh xong rồi đi đánh nhau tiếp anh em.
Ok, nên lại đứng này coi. Rồi, em thấy chưa, Đây rồi, con mồi đây rồi chứ ở đâu. Trời ơi, xong rồi, lượm nhá. Bạn chạy đi đâu, né này. Rồi, bạn chạy đi đâu, nè, né cho ulti về dưới này. Đó, trời ơi, bạn đòi bắt mình á. Bố phát chưa cuối này, đánh thường phát lượm nhẹ mạng nhá. Rồi, gặp AD thì cứ vào đây mà đánh mình ha. Rồi, ok, nói chung là con này thì nó không có mạnh đâu. Chỉ nghĩa, ô, tên bạn nó mạnh con Violet này, anh em. Violet đang có đồ anh em, bắn đang rát đấy, từ từ nhá. Giết nó, bắt Violet được không? Đây, để tôi qua này. Ui, trời ơi, bắn cái ô mè bốc hơi luôn rồi. Rồi, từ từ, không sao, bình tĩnh. Thằng Violet cứ để mình cho anh em. Cứ không gì phải lo hết, không sợ thua được. Tôi ở đây mà, còn tôi ở đây là còn thở đúng không? Rồi, ok. Đâu rồi, tên bạn đâu, bước ra đây nào. Bước ra đây để mình múc nào, bắn nó đi. Đấy, cứ cấu rỉa đi, cấu rỉa càng nhiều càng tốt. Đó, cấu rỉa con Violet ạ. Đó, từ nha. Đây, đánh bán. Rồi, ok, lượm này, bắt thằng Violet này, bắt được cái thần thần nó anh em ơi. Rồi, ok ha. Nè, bổ này. Rồi, xong lượm Violet nhá. Rồi, ok, lượm. Ui, mất thần thần rồi, tự nhiên lướt vào trụ gái kìa, không sao. Nói, vẫn còn cái liềm nha. Rồi, con này ui không win được rồi anh em ơi, nhé này. U đừng mất liềm hay quá, vẫn chưa mất liềm anh em. Tưởng có thể mất liềm thì lại phí quá anh em, lại tự nhiên một pha mình sầm sàm ấy mất cái liềm. Rồi, ok, ổn không vậy? Đây tôi qua này. Rồi đây mồ đan hết chiều rồi anh em. Đây ui tốc còn nó còn tốc biến à. Rồi, làm gì? Mình còn chấm máu này vô đây bắt mình. Đây vô đây bắt mình. Ui chưa mất liềm nhá, chưa mất liềm vẫn còn thở anh em. Nè thằng ấy tham nè. Mày tham đúng không? Bộ này, bộ đánh thường này, con liềm mà sợ gì? Nó lượm mạng nhá. Đó, nhiều khi cái liềm nó bảo hộ mình ghê lắm anh em. Rồi bán đi lại nâng lại cái thuẫn nha. Rồi, ok, pha này chắc biến về xong rồi ra ăn con tà hần ở win thôi anh em ơi. Chứ trận đấu này đánh lâu quá nó nhàn anh em. Rồi. Ok, nhìn thủ ăn. Ê, xích. Rồi xong thắng rồi anh em ơi. Pha này ăn được con Ben thì thắng mất tiêu rồi. Rồi, ok, trận đấu này chắc là win rồi anh em. Chỉ cần chết con Ben thôi là tem bạn xong rồi. Rồi, bây giờ tranh thủ lượng con blue xong rồi lên win thôi. Đây, rồi, ok ha. Đó, bây giờ thì lên bắt thằng AD nhẹ cái thôi là win. Và nói chung là cảm ơn anh em đã coi clip nha. Nếu hay đừng quên mình xin một like, một số hào kênh mình nha, còn rất là nhiều ha. Ok, rồi hẹn em clip sau nha, bye bye. Ui, em xuống ngắm quả chất lượng đấy. Còn lại để mình cho, mình bắt thằng AD cho. Rồi, AD ở hồi. Let's see the other kill here.